Xin chào mọi người, video này là nội dung của tập 164. Trong phần trước, Sử Lai Khắc Thất Quái vừa lần đầu tiên ra biển đã bị hải tặc đánh úp. Đúng lúc sắp bị bọn chúng đánh sập thuyền thì một thứ gì kỳ lạ ngoi lên giết sạch toàn bộ. Tưởng đó là yêu thú hay một con quái vật nào đó, nhưng tất cả đều không phải. Kẻ mượn nước biển làm điều ác cuối cùng đã bị biển cài trừng phạt, là nước biển tự giết chết họ. Hiện tại chỉ còn một mình tên thuyền trưởng là sống sót. Lão Hoàng sợ cầu xin, đồng thời nói rằng tất cả đều là đoàn hải tặc từ Trần Châu sai khiến. Lần này lại lòi ra thêm một cái tên nữa, cho nên nhóm người Đường Tam đành phải giữ lại cái mạng của lão để từ từ nói chuyện. Con thuyền tiếp tục lên đường, Bạch Trầm Hương vẫn làm nhiệm vụ trinh sát xung quanh như mọi ngày. Bỗng dưng Mã Hồng Tuấn xuất hiện, cậu ta ngỏ ý giúp đỡ, nàng hãy về nghỉ ngơi đi. Vậy nhưng Bạch Trầm Hương từ chối. Lần trước tại đấu hồn trường nàng đã cứu hắn, hắn vô cùng cảm kích. Bạch Trầm Hương cũng tán thưởng thêm, kinh nghiệm chiến đấu của Mã Hồng Tuấn thực sự phong phú, lại có thể lấy nước khắc lửa. Nghe vậy Mã Hồng Tuấn lập tức nở mày nở mặt, đó là chuyện đương nhiên, năm đó cũng là nhân vật nổi tiếng trên đấu hồn trường, đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Nghe xong Bạch Trầm Hương tất nhiên biết lời này có chút khoác lác, nhưng dù sao cũng rất hâm mộ mọi người, họ có thể cùng nhau trải qua nhiều mạo hiểm như vậy. Nàng trước kia cũng muốn ra ngoài phiêu lưu, nhưng Gia Gia luôn lo lắng không cho ra khỏi nhà. Hiện tại nàng đã đồng hành cùng với các thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái, sau này tất cả những mạo hiểm sẽ cùng nhau đối mặt. Điều này làm cho Bạch Trầm Hương vui vẻ. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ mặt đắc chí của Mã Hồng Tuấn, lại khiến nàng tức giận nên tung ra một cước vào mặt hắn. Trở lại với Đường Tam, hắn ngồi một mình ở boong tàu suy nghĩ. Đối Mộc Bạch đi tới hỏi thầm, cậu ta lo lắng, để cho Hải Đức Nhĩ tiếp tục cầm lái liệu có ổn không? Cũng không biết là có thích hợp hay không, nhưng đây là lần đầu tiên cả nhóm ra biển, vẫn còn chưa quen thuộc cho nên chỉ có thể để hắn tiếp tục đưa chúng ta đi tới Hải Thần Đảo. Loại hải tặc khám lợi này vì giữ mạng chắc chắn sẽ phối hợp. Để đề phòng bất chắc, Đường Tam cùng với Đối Mộc Bạch sẽ thay nhau chụp đêm. Con thuyền cứ như vậy đi vào vùng sóng nước lắc lư, còn chưa tới Hải Thần Đảo đã gặp nhiều biến cố như vậy khiến cho mấy bạn nữ lo lắng. Các thành viên khác cũng không thể tha lỏng, ám khí cũng chuẩn bị đầy đủ. Lúc này gió biển dần dần thổi mạnh, khuôn mặt của Hải Đức Nhĩ tỏa ra một vẻ kỳ lạ. Lão nhớ lại khoảnh khắc cùng với đứa con của mình. Nay đứa con đã chết khiến cho lão vô cùng buồn bã, cho nên nhất định sẽ khiến đám người Sử Lai Khắc chết không toàn thây. Tới đây thì ý đồ của Hải Đức Nhĩ đã lộ, lão thả thuốc nổ xuống dưới biển nhằm gây ra tiếng động. Đường Tam lập tức nhận ra có biến xảy ra. Mã Hồng Tuấn và Bạch Trầm Hương cũng vậy. Nam chính lập tức lao tới tấn công Hải Đức Nhĩ, chỉ cần vài lần phong âm khí đã chế trụ được lão ta. Lúc này ở tận sâu mặt biển xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Vị trí hiện tại mà nhóm Đường Tam đang đứng chính là Ma Kinh Hải Vực. Dưới vùng biển này là đáy biển sâu tính ngàn mét. Trong đáy biển tồn tại một con hải hồn thú cấp bậc 10 vạn năm, Thâm Hải Ma Kinh. Hiện tại mọi thứ đã quá muộn để quay trở lại cũng như thoát khỏi tầm mắt của nó. Hải Đức Nhĩ cười đầy thâm hiểm và đúng như vậy, con quái thú đã thức tỉnh. Nó từ từ bám đuôi theo chiếc thuyền của Sử Lai Khắc Thất Quái. Lão nói thêm, vừa rồi phóng ra hòa dược đã chọc giận Ma Kinh, bởi vì Ma Kinh này quá cường đại nên hải thần mới chập mù mắt của chúng. Dưới cơn thịnh nộ của Đường Tam, lão vẫn thản nhiên thách thức. Cái chết đối với lão lúc này không còn quan trọng nữa, quan trọng là có thể báo được mối thủ giết con này. Con thuyền lắc lư dữ dội, mọi đồ vật bên trong đổ ngã tứ tung. Đối Mộc Bạch cùng mọi người lập tức biết có chuyện xảy ra rồi. Mặc dù Đường Tam rất tức giận, cuộc đời của lão hải tặc này đã làm hại biết bao nhiêu người rồi, nhưng hôm nay nam chính lại không giết lão. Vừa dứt lời chưa được bao lâu thì con quái vật cũng xuất hiện. Chỉ việc ngoi lên mặt nước đã khiến thuyền sắp lật đổ. Đường Tam ra lệnh cho áo tư tạp chuẩn bị phi hành ma cô chàng đưa cho mọi người. Thoạt nhìn có thể thấy thân hình của nó đã to gấp mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần con thuyền. Nó há mồm ăn tươi luôn cả chiếc thuyền. May mắn nhóm của Đường Tam kịp thời thoát ra. Nam chính sử dụng Lam Ngân Hoàng đưa Hải Đức Nhĩ theo phía sau. Nhưng cuối cùng số phận của lão vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Thâm Hải Ma Kinh gầm lên một tiếng rồi tạo ra lĩnh vực bao với tất cả mọi người lại bên trong. Đứng trước đòn công kích sắp ập tới, cả nhóm ngay lập tức đứng thành một hàng thẳng lấy Đường Tam làm người đầu tiên. Vốn dĩ hắn có kỹ năng vô địch kim thân cho nên dễ dàng vượt qua đợt công kích này. Nhưng vừa xong chiêu thứ nhất thì con quái vật đã tụ khí lực chuẩn bị tung chiêu thứ hai. Thấy vậy, tất cả thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái lập tức dung hợp vũ hồn kỹ thất vị nhất thể. Được biết, kỹ năng của thất vị nhất thể dung hợp kỹ tung ra có sức mạnh tương đương phong hào đấu la, nhưng mà đối mặt với Thâm Hải Ma Kình vẫn là không thể địch nổi. Cả 8 người bị đánh bật về phía sau, thậm chí kỹ năng của đối phương vẫn còn chưa phóng xuất. Đứng trước thế ngàn cân treo sợi tóc này, Đường Tam cùng đồng bọn sẽ như thế nào?
Mọi người cùng đón xem tập tiếp theo nhé!